Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, từ xa xưa ông cha ta đã có câu, cái răng cái tóc là gốc con người. Ý nói rằng tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại làm nên vẻ đẹp riêng của mỗi người, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về việc chăm sóc, làm đẹp vẻ bề ngoài. Nhiều quan niệm cho rằng, việc cắt tóc hay làm đẹp không chỉ quyết định đến vẻ đẹp của con người, mà nó còn là một phần quan trọng gắn liền với sinh mệnh, vận may của con người. Do đó họ cho rằng, việc làm đẹp cũng cần chọn ngày lành, tháng tốt để mang lại nhiều may mắn và điều tốt lành cho gia chủ. Đồng thời cần tránh những ngày không nên cắt tóc, làm đẹp để không rước họa vào người và xua đuổi những điều xui rủi. Vì vậy, xem ngày làm đẹp tháng 1 năm 2023 để lựa chọn ngày tốt cho việc làm đẹp theo tuổi là rất cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ làm đẹp trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là bốn nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác làm đẹp được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ là những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày làm đẹp. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc làm đẹp trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt, dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày làm đẹp phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ làm đẹp. Sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yếm. Ngày kỵ sửa móng tay, móng chân, ngày kỵ cắt tóc. 2. Ngày hợp làm đẹp, giải thần, trừ thần và trực trừ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn được những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 1 âm lịch là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày dương công kỵ trong tháng 1 là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày. Mùng 3 là ngày Nhâm Ngọ, ngày mùng 7 là ngày Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, ngày 13 là ngày Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, ngày 22 ngày Tân Sửu và cuối cùng 27 là ngày Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 5. Ngày Nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 là Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 ngày Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng kỵ mọi việc. 6. Ngày trực nguyệt kiến là những ngày dần, bao gồm 11 canh dần và 23 nhâm dần. 7. Ngày trực nguyệt phá là những ngày thân, bao gồm mùng 5 sát thân, 17 bính thân, ngày 29 mậu thân. 8. Ngày kiếp sát là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 đinh hợi và 20 kỷ hợi. 9. Ngày tai sát là những ngày tí, bao gồm mùng 9 mậu tí và 21 canh tí. 10. Ngày nguyệt sát là những ngày sửu, bao gồm mùng 10 kỷ sửu và ngày 22 tân sửu. 11. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ và 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ.
12 ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 1 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 13 ngày Kỵ Sửa, móng tay, móng chân, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, mùng 6 Ất Dậu, 15 Giáp Ngọ, 19 Mậu Tuất, 21 Canh Tý và 23 Nhâm Dần. 14 ngày Kỵ Cắt Tóc, bao gồm ngày Đinh, mùng 8 Đinh Hợi, 18 Đinh Dậu, 28 Đinh Mùi, 18 Giáp Ngọ, 12 Tân Mão. Đó là 14 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc làm đẹp cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 15 ngày Giải Thần là ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. Ngày Thân là ngày Nguyệt phá nên ta kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 16 ngày Trực Trừ là những ngày Mão, bao gồm 12 Tân Mão và 24 Quý Mão là những ngày tốt để sửa móng tay, móng chân. Ngày 12 Tân Mão kỵ việc cắt tóc. 17 các ngày còn lại bao gồm ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn kỵ sửa móng tay, móng chân, 25 Giáp Thìn là ngày tốt để làm đẹp. Ngày 13 Nhâm Thìn trùng ngày Tam Nương, bao gồm 16 Ất Mùi, 28 Đinh Mùi là hai ngày tốt để làm đẹp. Như vậy chúng ta đã dựa vào 17 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt làm đẹp trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc làm đẹp đó là những ngày tốt sau. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 12 Tân Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. Ngày này kỵ việc cắt tóc. Ngày 24 Quý Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Đó là 4 ngày cát lành làm đẹp trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.